Ôi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì hôm nay mình có chương trình khuyến mãi cá bể màu ha, chương trình khuyến mãi cá bể màu rồng đỏ, bao gồm rồng đỏ Thái và rồng đỏ Indo. Tổng cộng là 3 combo, 2 combo rồng đỏ Indo và 1 combo rồng đỏ Thái. Thì mình share với dạng combo và đồng giá nha mọi người. Mỗi combo như vậy là 5 cặp, bao gồm có 5 cặp. Đó. Thì trước tiên để mình múc cá ra mình xô cho mình vớt cá ra mình xô cho mọi người xem nha. Đây là rồng Indo. Thì ở bên đây thì mình có tầm khoảng là hai combo 5 cặp, là tổng cộng là 10 cặp của rồng Indo, hai combo mà nhưng mà 10 trống 11 trống luôn nha, tầm khoảng 11 trống ha. Mình vớt hết ra cho mọi người xem luôn, tại vì bài này là bài sau, số lượng khá là ít. Bài này là bài sau của cái bài kỳ rồi à, không phải là cá sót, không phải là cá mà ấy còn chừa lại đâu nha. Số lượng khá là ít cho nên là mình thực hiện là khuyến mãi. Khuyến mãi combo à, có con còn sót lại nè à, và có con của bài kỳ rồi mình xe mà nó còn lẻ nè mọi người thấy không à, bộ đuôi chà bá luôn, bơi cũng không nổi luôn đó. Hoàn toàn bài sau này là toàn bộ là cá tơ nha, cá tơ đuôi rồi rất là đẹp, vây đồ BDS rồi mình đô BDS. Thì mỗi combo như vậy là 350k nha mọi người, mỗi combo như vậy là 350k. Mình nhắc lại, mỗi combo 5 cặp 350k. Và nếu mà ai mà bắt hết hai combo của rồng Indo là 2 4 6 8, tổng cộng đây như mình có 11 con, 2 4 6 8 10, đúng rồi, trong đây là có 11 con trống. Thì máy nó bên đây nè, là máy bên đây nè. Ai mà bắt hết hai combo là 10 cặp thì mình tặng thêm một con trống luôn, mình tặng thêm một con trống nữa luôn ha. Còn để lẻ lẻ làm gì, là vừa khuyến mãi giá mà vừa khuyến mãi ấy luôn á, vừa khuyến mãi giá mà vừa khuyến mãi cá nữa ha, vừa tặng thêm cá nữa, là tổng cộng là 11 trống, 10 máy hai combo ha, là mỗi combo là 350k. Các bạn cũng có thể bắt theo kiểu là san kẻ rồng Thái và rồng Indo, một combo như vậy là 3 cặp rồng Indo, 2 cặp rồng Thái mình cũng có thể chẻ cho mọi người được luôn. Hoặc là một combo 3 cặp rồng Thái, 2 cặp rồng Indo cũng được, tùy mọi người ha. Và thêm một cái nữa là do là mình ship là bằng Phương Trang Full Tide Express á. Các bạn thấy mấy cái con mà ấy đem lên nó hơi nhát, thành ra cái đuôi nó hơi ấy đó, nhưng mà ghẹo ghẹo nó cũng bung ra. Đó, nó bung ra hết nha mọi người, chứ không phải là cá ấy gì đâu, cá rất là khỏe mạnh, cá khỏe mạnh nha. Nhắc nhở với mọi người luôn là do là mình chỉ có thể ship qua Full Tide Express thôi, hiện tại á chỉ ship bằng Full Tide Express được, do là GNT nó không nhận hàng từ khách lẻ, chịu mọi người ạ, chịu. Cho nên là nếu mà bạn nào muốn chơi, bạn nào muốn đặt cá thì khi mà cá tới thì các bạn thì nó sẽ về tới văn phòng, là nó sẽ về tới văn phòng ở gần mọi người trước, thì mọi người nó sẽ nhắn tin mọi người ra lấy ha. Riêng thành phố Hồ Chí Minh á thì có dịch vụ của Full Tide Express, nó ship tận nhà, ở trừ một số vùng nằm ở bên vùng vàng và vùng cam ra thôi, còn lại nó có thể là hoặc là xa quá thôi, còn lại nó có thể ship tận nhà được thì mình cũng có thể ship tận nhà cho mọi người được ha. Do là ship Full Tide Express cho nên là mình sẽ thu phí ship trước là 40.000 cho mỗi đơn, 40.000 cho mỗi đơn. Có đơn nó nhiều hơn 40.000 thì mình vẫn bù vô ha, mình vẫn bỏ tiền túi mình ra bù vô luôn cho mọi người, mình thu 40.000 là cố định thôi đó. Thành ra là mọi người cứ việc yên tâm, cứ việc 40.000 tiền ship ha. Rồi qua bên đây để mình cho các bạn xem hàng rồng Thái của bên mình. Thì bên đây thì mình có tầm khoảng 6 trống là 6 cặp á. Để mình lấy cái nước bên đây cho nó trong, để mình lấy nước này cho nó trong, nước này nay nó hơi đục. Mình có tầm khoảng là 6 cặp, 6 con trống, nhưng mà mình tính ra một combo là 5 cặp thôi. Ai mà bắt hai combo cá trở lên, một combo rồng Thái, một combo rồng Indo, thì mình có thể là mình tặng thêm một con trống Indo hoặc một con trống Thái nữa cho mọi người. Đó. Giờ nói thật là mình vừa mà giảm giá bên, vừa mà giảm giá bên cá mà vừa mà tặng cá thêm luôn
ha. Kỳ trước thì bắt ba cặp cá mình tặng một con máy, nhưng mà đợt đó thì hết cá rồi, hết cá rồi nha mọi người. Đây thì hàng này hàng tơ mới lên, số lượng ít, hai bài này số lượng khá là ít. Đợt này cá lên số lượng khá là ít nha mọi người, cho nên là mình khuyến mãi cho mọi người luôn, coi như là xem như là tri ân mọi người ủng hộ mình, từ ủng hộ mình mà từ lúc mà mình nuôi cá tới nay lao sơ cá. Đây hàng rồng thái rất là đẹp, thì trong đây mình có tầm khoảng 2 4 2 4, mình có tầm khoảng 6 trống. Nếu mà bạn bắt hai combo, một combo rồng thái, một combo rồng minh đô, thì mình có thể tặng thêm một con trống của rồng thái hoặc một con trống của rồng minh đô cho mọi người ha. Ở đây thì mình có nhốt máy chung chung luôn nè nha mọi người, mình có nhốt máy chung, do số lượng ít quá mà phân ra nhốt nữa thì nó khó ấy quá. Máy mình còn kìa, 2 2 4, đúng rồi, đủ máy ha, đủ máy 6 cặp đó, phải không? 2 4 2 4 5, có 5 máy rồi mọi người, 5 máy, dư một trống, dư một trống tới 2 trống vậy đó ha. Vừa khuyến mãi ấy mà vừa vừa khuyến mãi giá mà vừa ấy cho mọi người luôn. Một combo như vậy là 350k, coi như là mình giảm cho mọi người 10%, 12,5%, 12,5% giá trị ha, giá trị của một combo. Bộ ấy rất là đẹp, bộ tia rồi rất là đẹp. Có con trống nó con trống này nó hơi xấu nè nha mọi người, con trống này hơi xấu, có thể là mình bỏ nó ra ha, do bầy của nó là mình cũng chưa có lựa luôn, mà mình cũng chưa có lựa luôn đó. Rồi đó là cái chương trình khuyến mãi hôm nay của mình, chỉ có 3 combo thôi, 2 combo của Indo, 1 combo của Thái. Ai muốn mà chơi thì cái việc là nhắn tin Zalo cho mình sẽ rep nha. Và cái thể lệ, cái nguyên tắc mà mua bán bên mình đó thì chắc các bạn cũng, mình cũng nhắc rất là nhiều lần, chắc các bạn cũng biết rồi, là mình sẽ nhận phí cá trước, rồi mình sẽ soạn cá ra, mình gửi clip cho mọi người xem ha, nhận phí cá trước, sau đó mình sẽ soạn cá ra gửi clip cho mọi người xem, ok thì mình sẽ gửi cá giống clip cho mọi người ha. Ha, cái gì cá với cá giống clip là mình đảm bảo ha, không sai đi đâu được ha. Mọi người mà mọi người cứ việc là yên tâm về cái vấn đề là cá với hình ha. Cá thì mình cũng đã show ở trên đây rồi, có nhiều bạn bắt một combo thì mình sẽ soạn một combo ra ha. Đó, mỗi combo 5 cặp 350k, bao gồm mình ở đây mình có 2 combo rồng Indo và 1 combo rồng Thái. Nếu mà bắt hai combo luôn thì mình sẽ tặng thêm một trống hoặc là một máy gì đó, vừa có tặng cá thêm luôn, để mà mình giải quyết hết cái khô, giải quyết mấy cái hồ trống cho mình, đặng mình thả cá chứ không gì hết ha. Với lại số lượng ít nữa, thành ra là mấy bạn nào mà xem video để comment đồ thì mình sẽ ưu tiên nha. À, có gì mọi người cứ việc liên hệ với mình ha, rất là đẹp nè mọi người xem, giờ mới nổi lên nè, đưa vô đây nó mới nổi lên cái hình của con cá của mình, từ nãy giờ để quá dở đó bạn thấy, do là nãy là bị bóng nước á, tia rồi đó là ok ha. Lấy hồ chủ yếu là để lấy hồ lại thôi mọi người, chứ có không gì sẵn này, cũng như là lâu lâu mở chương trình khuyến mãi cho các bạn, lâu lâu mở chương trình khuyến mãi cho các bạn. Kích thích đam mê đồ của mọi người đồ lên ha. Đó bây giờ thì mình có dọn vô nhà một số, rồi để khi mà nó lên được cá đồ ngon ngon rồi đó, ổn định rồi đó, thì mình sẽ show lên cho mọi người xem. Trong đó thì mình có là rồng ri bông nha, rồng ri bông số lượng cũng ít thôi chứ không nhiều. Mình cũng đang form tầm khoảng 2 bầy, chắc nửa tháng nữa mới có cá, đầu tháng nữa mới có cá nha. Coi như là đợt này là đợt cuối cùng, coi như là đợt này đợt xe cuối cùng, nửa tháng tới nữa, qua tháng 11
qua tới tháng 11 mình mới là có cá là xe tiếp ha. Thì cái thằng có red gen này nè thì mình còn ít à, mình còn ít à nha mọi người, mình còn ít à, không có nhiều nha, mình còn ít à. Thì nó vẫn giữ giá như cũ là một combo là 5 cặp là 200.000 ha. Cái đó là của Corex Gen Ear combo 5 cặp 200.000. Ha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình. Đó. Thì hôm nay chương trình của mình thì tới đó thôi. Ai thích thì cứ việc là liên hệ Zalo cho mình, và mình chỉ có thể là ship được những tỉnh ở gần chứ không có ở xa quá ha. Những chỗ mà có văn phòng của Futa Express hoặc là có dịch vụ giao hàng của Futa Express thì mình mới ship được nha. Thành ra mọi người chú ý cái vị trí, mọi người mà muốn đặt cá thì chú ý vị trí của mọi người coi có văn phòng không, gần không, có tiện để đi lấy cá hay không á, thì mọi người ấy nha, hạ đặt. Rồi, bye bye cho mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.